Thái kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, ban chấp hành và toàn thể con cái yêu dấu của Chúa. Rất là vui được thờ phượng Chúa và cùng học lời Chúa chung với quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa và cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa Thánh Giêsu vì bởi tình yêu của Ngài mà Chúa đã giáng sinh đến thế gian này và bằng lòng chịu chết trên thập tự giá thay cho chúng con để gánh lấy tội lỗi chúng con. Và trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá thì Chúa cũng đã gánh lấy những làn roi ác nghiệt của bọn lính La Mã vì cớ tội lỗi, vì cớ tật bệnh trong thân thể chúng con. Và chúng con tin rằng trong những làn roi đó có những làn roi vì cớ bệnh Covid của những con cái của Chúa. Cho nên xin nhân danh Chúa Giêsu, xin làn roi mà Chúa đã chịu tác động để con cái Chúa được chữa lành và những người chưa bị sẽ được bảo vệ bởi huyết của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và thì giờ này chúng con cùng học lời Chúa chung với nhau. Nguyện xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng con và Chúa cất đi tất cả mọi sự ngăn trở để tất cả chúng con đều hướng về Ngài và nhận lãnh lời của Chúa cho mỗi cá nhân mình. Chúa sức giàu trên con và phán qua môi miệng con, phán với mỗi lòng quý bạn chị em chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thời giờ này trong sự dạy dỗ của Chúa và hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý bạn chị em nhớ cái con vật mà người Việt chúng ta thường dùng để chỉ sự ngu ngốc, con vật bị coi là ngu nhất là con gì? Dạ, con bò. Nhưng có chuyện vui đó, ngày kia con bò mới nói rằng quý vị chê tôi ngu, nhưng quý vị cứ khuyên con của mình phải uống sữa bò nhiều nhiều để nó thông minh lên con. Nhưng mà người Úc, người Tây thì họ không coi con bò là con ngu nhất. Mà quý vị biết là con gì không? Con lừa. Lừa là con vật bị khinh thường, coi thấp kém. Người Việt chúng ta thì nói ngu như bò, nhưng mà người Tây thì có thể nói rằng ngu như lừa. Và dưới mắt họ, lừa là con vật ngu đần. Cho nên có chuyện vui kể rằng một ngày kia thì có cặp vợ chồng lừa đi ngang và thấy hai mẹ con bò đang ăn cỏ nhẫn nhơ. Thì người vợ, cô vợ lừa mới nói với anh chồng lừa rằng: anh xem kìa, ba mẹ con bò nó đang ăn cỏ. Câu đố là tại sao chỉ có hai con bò con mà cái con chị lừa này nói rằng tới có ba con bò đang ăn cỏ. Quý bạn cho biết tại sao không? Tại vì nó ngu, nó không biết đếm. Có hai con mà nó tưởng là ba. Theo tôi thì người Việt chúng ta là dân tộc có nhiều lừa nhất. Nào là lừa dối, lừa gạt, lừa đảo, lừa bịp, lừa lóc và còn rất là nhiều loại lừa. Tất cả những loại lừa đó đều là xấu. Nhưng có một loại lừa mà người Việt luôn luôn vỗ tay tán thưởng. Bạn chị em biết là lừa gì không? Lừa banh. Khi mà lừa banh giỏi là được vỗ tay tán thưởng. Chúng ta có thể nói rằng cái giây phút vinh quang nhất ở trong cuộc đời 33 năm chức vụ của Chúa Giêsu ở trên đất là khi Ngài cởi lừa vào thành Jerusalem. Đây là giây phút vinh quang nhất ở trong 33 năm ở trên đất, hay là 3 năm chức vụ của Chúa Giêsu. Và thời điểm mà câu chuyện này xảy ra là ngày thứ nhất trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi lễ phục sinh, đó là Chủ nhật hôm nay đó. Và biến cố này được gọi là lễ lá, hay là tiếng Anh thì gọi là Triumphal Entry, tức là vào khải hoàng môn. Chúa Giêsu đã đi vào thành Jerusalem trong vinh quang, giữa tiếng reo hò tung hô của dân chúng. Nhưng Ngài lại cởi trên một con lừa, là con vật mà bị người ta khinh thường. Có khi nào quý bạn cho em lấy làm lạ việc đó không? Hơn thế nữa, không phải Chúa chỉ cởi cho một con lừa, mà lừa này là lừa gì? Lừa con.
Đọc Kinh Thánh nhiều khi mình quá quen câu chuyện không để ý, nhưng mà lắm khi quý bạn cho em dừng lại những cái lắc léo như vậy đó, rồi mình suy gẫm, mình cầu nguyện, rồi Chúa sẽ dạy mình những bài học rất là đặc biệt. Tại sao Chúa vào thành Jerusalem mà Chúa lại đi cởi lừa? Rồi cởi lừa thì tại sao không cởi lừa mẹ mà đi cởi lừa con? Và chúng ta sẽ nhận được những bài học gì qua câu chuyện quen thuộc này? Đó là điều mà tôi muốn mời quý ông bà anh chị em cùng với Hội Thánh trong mùa kỷ niệm sự thương khó, sự sống lại của Chúa Giêsu, chúng ta cùng suy gẫm đến điều này. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại cởi lừa? Quý ông bà anh chị em có khi nào suy nghĩ tại sao Chúa vào thành Jerusalem giây phút khải hoàng, vào khải hoàng môn giây phút huy hoàng nhất mà lại cởi lừa? Chúng ta biết rằng thường đó thì họ sẽ cởi những con ngựa trắng, hoặc là hoàng đế Julius Caesar thì khi vào thành Roma, ông ta đã cởi trên những chiếc xe mạ vàng hoành tráng do 40 con voi kéo. Còn tướng Mark Antony thì cũng chẳng kém, ông ta đi trên xe bằng vàng do 40 con sư tử kéo. Nhưng con của Đức Chúa Trời, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, khi vào thành Jerusalem, đi vào khải hoàng môn, lại cởi trên một con lừa. Tại sao Chúa cởi lừa? Thứ nhất, bởi vì Ngài đến không phải để làm vua của một quốc gia ở trên đất này. Nhìn theo khía cạnh con người, thì trong suốt 3 năm chức vụ, đây là lúc Chúa Giêsu được tôn cao hơn hết. Cả dân chúng thành Jerusalem đồng lớn tiếng tung hô Chúa Giêsu. Xét theo thời cơ chính trị thì đây là thời điểm mà Chúa có thể nắm lấy để xưng vương, làm lãnh tụ của dân chúng, lật đổ ách thống trị của La Mã. Cho nên đây là cái thời thuận tiện nhất để Chúa Giêsu có thể làm như vậy. Dĩ nhiên là Chúa Giêsu không làm điều đó, vì mục đích của Ngài đến thế gian không phải là để làm vua của một nước Do Thái, nhưng mà để làm vua cả quả địa cầu này. Ngài đến không phải chỉ để chỉ dân thành Jerusalem tung hô, nhưng mà Ngài đến để tất cả muôn dân ở trên đất này phải tung hô xưng nhận Ngài là Chúa. Ngài đến không phải chỉ để giải cứu, giải phóng dân tộc Do Thái mà thôi, lúc đó mà thôi, nhưng Ngài đến để giải cứu toàn thể nhân loại. Vì vậy, mục đích của Chúa Giêsu vào thành Jerusalem lần này không phải là để nhận những sự tung hô, mà để chịu bắt bớ và chịu chết, quyết trên thập tự giá cứu chuộc nhân loại. Đó là lý do mà Chúa Giêsu cởi lừa vào trong thành Jerusalem. Lý do thứ hai, con lừa đó là biểu tượng của hòa bình. Con lừa là biểu tượng của hòa bình. Truyền thống thời đó tin rằng nếu một vị vua vào thành phố mà đi trên lưng ngựa thì mục đích của ông ta là chiến tranh. Nhưng mà khi một vị vua tới thăm một nước khác mà đi trên lưng lừa thì mục đích của ông ta đó là dấu hiệu của sự hòa bình. Con lừa là biểu tượng của công chính và hòa bình. Và trong thời cựu ước, các dân sên cũng thường cởi lừa để đi thi hành sự công chính ở trong đất nước, cũng như họ đi thực hiện sứ mạng hòa bình. Chúa Giêsu đến thế gian không phải để chinh phục thế gian bằng chiến tranh, bằng vũ lực, nhưng Ngài đến để đem sự hòa bình đến cho nhân loại, cho người tiếp nhận Ngài. Người tiếp nhận Chúa Giêsu nhận được sự hòa bình, sự bình an của Chúa ban cho. Kinh Thánh cũng thường dùng hình ảnh con lừa để làm biểu tượng của sự khiêm nhường. Cái chữ nhu mì ở trong nguyên ngữ Hy Lạp nó có nghĩa là con lừa ở dưới sức nặng của người cởi. Rất là lý thú, nhu mì hay là khiêm nhường có nghĩa là con lừa chịu ở dưới sức nặng của người cởi. Và Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 đến 30 rất là quen thuộc đối với chúng ta. Câu này nói là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì
khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì gánh ta dễ chịu và ách ta nhẹ nhàng. Chúng ta thấy đây là cái hình ảnh của đấng nhu mì cởi trên con vật nhu mì để đi vào khải hoàng môn. Chúa Giêsu không cởi ngựa để đi vào với sự tung hô của người khác, bởi vì ngựa là biểu tượng của sức mạnh, của chiến tranh. Nhưng Ngài cởi lừa là biểu tượng của sự hòa bình, của sự hạ mình, của lòng nhu mì và khiêm nhường. Và đó là lý do tại sao Chúa Giêsu chọn cởi lừa đi vào khải hoàng môn ở Jerusalem. Nhưng cởi lừa thì được rồi, nhưng mà tại sao phải cởi lừa con mà không cởi lừa mẹ? Có cái câu trong tiếng Việt của chúng ta rất là quen là thương nhau cởi áo cho nhau, rồi gì nữa, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay. Thì người ta đố là cái câu đó là con gì? Thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối mẹ qua cầu gió bay là con gì? Con lừa. Nhưng mà con lừa mẹ, đứa con lừa mẹ, vui thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu chọn cởi lừa con, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, Chúa nói là hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một con lừa con buộc đó, chưa hề có ai cởi, hãy mở và dắt nó về cho ta. Tại sao Chúa Giêsu chọn cởi một con lừa con? Cái chữ lừa con này đó, bác sĩ Luca rất là cẩn thận, cho nên ông luôn luôn kỹ thuật và dùng cái chữ này. Ở trong tiếng Anh nó cũng lừa con và lừa lớn, nó cũng hai cái từ khác nhau, ai học tiếng Anh thì biết. Chúng ta biết rằng lừa con không phải là cái con vật dễ cởi, phải không? Không biết ở đây có ai ở Việt Nam, ở miền Nam hay là ở miền Tây mà có từng cởi trâu nghé không? Nếu ai có cái kinh nghiệm đó thì biết nó phải dễ cởi và té gãy tay như chơi. Mà ở đây Chúa lại cởi con lừa mà lừa con. Nếu thời này đó thì Chúa có thể bị cái nhóm bảo vệ thú vật, họ sẽ tố cáo. Phúc âm Ma-tơ thì kỹ thuật câu chuyện cho biết có hai con lừa con. Và như tôi nói thì bác sĩ Luca ông rất là cẩn thận, cho nên ông nói rằng hai môn đồ đi đến thành và gặp con lừa con y như Chúa Giêsu bảo. Rồi trong câu kế đang mở lừa con, câu 33, ông nhắc lại nữa là sao mở, người chủ hỏi sao mở lừa con, và nói rằng rồi họ mang lừa con về cho Chúa. Cho nên nhấn mạnh rất là nhiều về những cái cụm từ lừa con này, thì tại sao Chúa Giêsu lại chọn cởi lừa con? Đây là cái bài học cho quý bạn chị em và tôi. Quý bạn chị em thử suy nghĩ, tại sao Chúa không cởi lừa mẹ? Ma-thi-ơ thì ghi rằng đi vào đó sẽ gặp hai con lừa mẹ, một con lừa con. Luca thì chỉ nói một con thôi. Nhưng mà Ma-thi-ơ thì nói là có hai con, có con lừa mẹ nữa, mà Chúa nói là hãy mở dây con lừa con. Tại sao không cởi lừa mẹ? Có một số bài học rất là lý thú cho chúng ta từ đây. Thứ nhất, đó là để ứng nghiệm lời tiên tri. Kinh Thánh cho biết trước đó mấy trăm năm ở trong Sa-cha-ri thì nói rất là rõ như thế này: hỡi con gái Si-ôn, hãy hết sức vui mừng; hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy reo hò mừng vui; này vua ngươi đến với ngươi, Ngài là đấng công chính và ban sự cứu rỗi, khiêm tốn và cưỡi lừa, một con lừa con là con của lừa cái. Tiên tri nói trước rất là rõ, Chúa Giêsu sẽ vào thành Jerusalem và Ngài sẽ cởi lừa con. Cho nên khi kỹ thuật lại điều này đó thì Ma-thi-ơ nói rằng vả điều này xảy ra để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Gi-ôn rằng, này vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái. Đọc câu này tôi cứ thắc mắc, nói lừa con thì biết rồi, thì lừa con thì con có lừa cái, chẳng lẽ lừa con là con có lừa đất hay là con có bò đất? Nhưng mà nhấn mạnh cái điểm này, cho nên chi tiết mà việc mà Chúa Giêsu đến thế gian
để vào thành Jerusalem được cởi trên con lừa con là đã được nói tiên tri trước mấy trăm năm. Và Chúa làm điều đó để ứng nghiệm lời tiên tri. Quý bạn cho em biết rằng trước khi Chúa Giêsu giáng sinh thì trước đó mấy trăm năm, 700-800 năm có rất là nhiều lời tiên tri ở trong Cựu Ước nói về Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có đến khoảng 333 lời tiên tri nói về việc Chúa Giêsu đến. Và nó ứng nghiệm, tất cả đều ứng nghiệm vào trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Cho nên việc Chúa Giêsu cởi lừa con nó nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời và đã được các đấng tiên tri nói trước. Thứ hai, sở dĩ Chúa cởi lừa con đó là để cho chúng ta thấy rằng Chúa có thể dùng lừa con. Ngay cả một con lừa con thì Chúa cũng vẫn có thể dùng được. Và ở đây nói rằng đây là cái con lừa con chưa ai cởi. Đây là con lừa chưa có đủ kinh nghiệm. Chưa, nhưng lại được Chúa Giêsu cần đến và sử dụng nó để hoàn tất công việc một cách tuyệt vời. Với quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài có thể sử dụng bất cứ vật gì, bất cứ người nào, bất cứ con vật gì, dầu già hay trẻ, ngay cả con lừa con, Chúa vẫn có thể sử dụng. Trong Kinh Thánh ghi cho chúng ta có rất là nhiều trường hợp có những cậu bé, lừa con trong mặt kép đó được Chúa sử dụng. Thí dụ như là Samen, tiên tri Samen bắt đầu vào đền thờ hầu việc Chúa lúc còn trẻ, hay là cậu bé với 5 cái bánh và 2 con cá đã dâng lên cho Chúa và cũng được Chúa Giêsu sử dụng và đem nhiều người đến với Chúa, nhiều người được nói này. Cho nên hình ảnh Chúa Giêsu vào thành Jerusalem hôm đó cho thấy rằng chẳng những Ngài cởi lừa con mà trong số đó còn có các em bé trải lá cây, trải áo ở trên đường để tung hô Chúa. Ma-thi-ơ ghi tiếp rằng khi vào đền thờ, trong khi ngoài người quở trách người lớn buôn bán trong ấy, thì Ngài được con trẻ reo lên ca ngợi trong đền thờ: Hosanna, đấng nhân danh Chúa mà đến. Và điều này đã khiến các thầy tế lễ và thầy thông giáo rất là tức giận, và họ nói rằng vậy, và Chúa, họ tức giận như nên Chúa Giêsu bảo rằng: vậy chứ các ngươi chưa hề đọc lời này, Chúa được tôn, được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đàn bú hay sao? Cho nên bài học của chúng ta tại đây, đừng coi thường lừa con. Ngay cả con lừa con, lừa đã bị người ta khi rồi, mà con lừa con đó chưa có kinh nghiệm, chưa ai cởi, chưa biết kéo xe, chưa biết làm gì được, ăn chưa no, lo chưa tới, vẫn có thể được Chúa dùng. Trong lịch sử Hội Thánh hơn 20 thế kỷ qua thì ghi lại rất nhiều trường hợp những con trẻ hay là những lừa con được Đức Chúa Trời đại dụng. Và hiện nay ở trên thế giới cũng có những cái con lừa con như vậy, những con lừa nhỏ như vậy đó, những em bé được Chúa đại dụng. Ví dụ như ở đây em này là một mục sư Jaden McKenzie mới có 9 tuổi mà ở Jamaica, mà họ giảng rất là nảy lửa và cảnh cáo Hội Thánh về tình trạng học đòi thế gian. Kenan Tipton mới có 4 tuổi, cho em lên YouTube search thì có thấy bây giờ chắc lớn rồi, nhưng mà mới khi được Chúa, mới bắt đầu đó thì chỉ có 4 tuổi mà giảng một cách nghĩa là nảy lửa. Rồi gần đây thì tôi đọc được một câu chuyện của em bé 12 tuổi ở Phú Xuân. Cái em mới tin Chúa thôi nhưng mà được Chúa đại dụng và em làm chứng về Chúa, em nói về Chúa, em chia sẻ về Chúa một cách rất là sâu nhiệm. Dĩ nhiên khi người lớn tuổi dâng đời sống mình cho Chúa thì Chúa cũng sử dụng. Nhưng nếu một người biết dâng cho đời sống của mình cho Chúa từ lúc còn trẻ thì Chúa sẽ sử dụng một cách lâu dài hơn. Tôi có dịp quen với ông mục sư người Indonesia, đó là mục sư Budi. Và ông khi còn trẻ ông qua ông học ở tại Sydney này. Sau đó được Chúa kêu gọi và ông trở nên người hầu việc Chúa và trở về Indonesia. Và ông quản nhiệm một hội thánh 10.000 tín đồ và làm giáo hạt của một vùng rất là lớn. Và có dịp ông trở lại Sydney thì chúng mục sư Ngoan cũng thường mời ông chia sẻ. Và một trong những điều mà ông chia sẻ làm tôi rất là cảm động đó là ông chú tâm vào cái giới trẻ trong hội thánh của ông. Và có những việc lớn lao lạ lùng xảy ra trên hội thánh
có những phép lạ xảy ra trong hội thánh qua mục vụ của các em thiếu nhi ở trong hội thánh cùng sư Budi. Các em được sự dạng dĩ, được Chúa thăm viếng, được sự dạng dĩ, thì các em đi ra ngoài phố và các em làm chứng cho người khác. Và quý mệnh cho em biết Indonesia là một quốc gia Hồi giáo. Người lớn đi ra nói về Chúa đã khó rồi, mà con nít đi ra nói về Chúa thì nói bằng cách nào đây? Thì các em đi ra ngoài đường và hay là đến cửa các siêu thị thì ở đó cũng có những người ăn xin, có những người bệnh. Thì các em nói rằng ông bà cô chú có muốn được chữa lành không? Thì dĩ nhiên là cái câu trả lời là có. Thì các em mới hỏi rằng quý bạn chị em có ông bà cô chú có muốn được chữa lành thì để con cầu nguyện cho. Thì ông kể vui rằng có người nói rằng nhưng mà có tính tiền không đó. Thì em nói là không, cái này là free, tại vì con học biết được rằng có một đấng tên là Giêsu ở trong tiếng Indonesia là Isa có quyền năng để chữa lành mỗi khi nhân danh Chúa để cầu nguyện. Nếu cô chú đồng ý thì con xin phép được cầu nguyện để Isa Giêsu chữa lành cho cô chú. Và những người này thấy là không có mất tiền, mà nếu mà được chữa lành thì tốt, đâu có sao, cho nên đồng ý và để cho các em dạng dĩ, các em đặt tay, các em cầu nguyện cho người này. Và khi các em cầu nguyện thì phép lạ xảy ra, những người bệnh đó họ được chữa lành. Và các em nói rằng cô chú biết ai chữa lành không? Giêsu Isa, vậy thôi. Và rồi thì họ tìm đến nhà thờ và tin Chúa. Chúa tiếp tục dùng những con lừa con, những người trẻ, những giới trẻ trong hội thánh của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta qua cái bài học này để nhắc nhở mình rằng ai cũng có thể được Chúa sử dụng. Và chúng ta có thể rút ra những bài học nào ở trong câu chuyện quen thuộc này. Thứ nhất là chúng ta cần phải mở trói cho lừa con. Cần phải mở trói cho lừa con. Mặc dù lừa này chưa ai cởi và có một lời tiên tri về nó, nhưng mà chính xác nó vẫn đang bị cầm trói, bị con người cột trói nó. Nó không biết làm gì bởi vì con người đã trói buộc nó. Nó không biết mình được tạo dựng nên để làm gì, và ngay cả khi nó có biết đi nữa thì nó cũng không làm được điều đó bởi vì nó đang bị con người cột trói. Xin hãy chú ý điều này. Lời tiên tri về nó là thuộc linh, nhưng điều khiến nó bị cột trói là việc tự nhiên. Và con lừa bị trói cột ở trong xác thịt của mình. Và không ai có thể chở Chúa Giêsu khi họ bị trói buộc ở trong xác thịt cả. Tôi xin lặp lại. Không ai có thể chở Chúa Giêsu vào khải hoàng môn trong khi vẫn còn đang bị trói buộc bởi xác thịt. Có những người Đức Chúa Trời có thể sử dụng một cách to lớn ngay bây giờ, nhưng mà họ vẫn còn đang bị trói buộc. Cho nên quý bạn chị em cần phải được mở trói khỏi tất cả những sự ngăn trở của xác thịt, hầu có thể trở nên cái người chuyên chở sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi thật sự tin nhận Chúa, ba ngôi Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và chúng ta đang chuyên chở sự hiện diện của Chúa. Đáng tiếc là con trẻ ngày nay trong hội thánh cũng thường hay là lắm khi bị trói buộc nhiều loại dây dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi biết có những cha mẹ hay người Việt ở ngoài này chẳng hạn, không biết có ai không, nếu có thì không phải tôi cố ý đâu nha. Nhưng mà nhiều khi chúng ta sợ lừa con của mình bị hư, cho nên chúng ta trói buộc lừa của mình bằng những sợi dây học thêm, học thi, học bổ túc. Và nhiều khi coi cái điều đó còn quan trọng hơn việc để Chúa sử dụng con cái của mình. Nhiều khi coi cái việc mà học thêm, điều đó nó tốt, không có xấu đâu. Nhưng mà lắm khi chúng ta lại đặt nó, thứ tự ưu tiên nó trên cái việc để được Chúa sử dụng con cái mình. Cho nên cần phải cởi trói. Và thứ hai, đó là dắt về Chúa.
Câu 33 đến 35 nói cho chúng ta biết rằng: đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng: sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu. Như tôi thường nói, nhiều khi mình đọc Kinh Thánh những câu chuyện quen thuộc mình không có để ý. Nhưng mà nếu quý bạn cho em lắng lòng lại để ý đó, thì quý bạn cho em sẽ thấy những cái điều nó lý thú. Bây giờ tôi giả dụ như thế này, ở đây nói rằng hai người đến gặp con lừa con và đương mở dây chói thì chủ lừa ra: "Ê, what are you doing? Tại sao mở lừa con?" Thì hai người này nói rằng: "Chúa cần dùng nó." Hết chuyện. Rồi hai người này dắt con lừa về với Chúa. Mình thấy nó bình thường. Nhưng mà giả dụ một ngày nào đó hừng sáng thức dậy, hay là nghe tiếng lụp cụp ở phía ngoài chỗ mình đậu xe, mà nhất là chiếc xe mình mới mua nữa, và đương đó mình đi ra mở cửa thì thấy một anh, ảnh đang lụp cụp, ảnh cố gắng để ảnh cạy cửa để mà ảnh mở cửa chiếc xe mình, thì mình nói là: Ê, làm gì mở xe tôi? Thì người đó nói rằng: Chúa cần dùng nó. Thì quý bạn chị em có phản ứng như thế nào? Kêu cảnh sát hay là để cho người đó lái xe đi? Chúng ta thấy lý thú ở tại đây, cái người chủ này không có một cái phản ứng gì sau khi câu nói đó. Phúc âm Luca không hề ghi nhận phản ứng hay lời nói của người chủ con lừa sau đó. Không hề có những câu hỏi khác là: các anh cần dùng con lừa của tôi trong bao lâu? Sẽ đi xa đến đâu? Các anh có mang trả nó trả lại tôi sau khi xong việc không? Các anh có bảo đảm là trong khi sử dụng con lừa của tôi thì chăm sóc nó kỹ lưỡng, cho ăn đầy đủ không? Các anh có chịu ký hợp đồng mướn lừa không? Kinh Thánh không có ghi, mà chúng ta quá quen tao để ý. Nhưng mà tại sao người chủ này khi nghe nói rằng Chúa cần dùng nó là không phản ứng gì hết? Để cho hai môn đệ của Chúa mở lừa và dắt về với Chúa. Cái câu trả lời Chúa cần dùng nó như là một lý do chính đáng để cho người ta dẫn lừa của mình đi. Cụm từ Chúa cần dùng nó, ví dụ cụm từ Chúa cần dùng nó ở trong nguyên ngữ nó rất là lý thú. Nó có nghĩa rằng là Chúa của nó có nhu cầu, Chúa của con lừa có nhu cầu, hay là Chúa của con lừa cần nó. Chúa cần dùng nó, đó là Chúa của nó có nhu cầu, Chúa của nó cần, Chúa của con lừa cần con lừa này. Nó có ý nghĩa như vậy. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta hiểu được lý do tại sao cái người chủ này đã bằng lòng để cho hai môn đệ Chúa Giêsu dẫn con lừa đi. Chúa Giêsu nói cho người chủ biết rằng tất cả những gì mà người chủ đó có là thuộc về Chúa. Và Ngài đang cần dùng vật sở hữu này của ông tại thời điểm đó. Cho nên thưa quý bạn chị, bất cứ điều gì chúng ta có, nó chính là những con lừa của chúng ta mà Chúa cho. Và bất cứ con lừa của chúng ta là gì thì nó đều thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả những gì chúng ta có thể xem đó là những con lừa con của chúng ta. Nhưng mà tất cả những con lừa của chúng ta đó là thuộc về Đức Chúa Trời, quyền sở hữu của Ngài. Khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ thấy được cái bài học thuộc linh mà Chúa muốn dạy tại đây rất là sâu nhiệm. Bài học về con lừa không phải về chính con lừa, nhưng là về thái độ đối với con lừa đó. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta rất nhiều ân tứ, khả năng của cải, thì giờ, công việc, thú vui. Và tất cả những điều đó đều thuộc về Chúa. Và Chúa có quyền yêu cầu chúng ta dâng lại cho Chúa để Chúa sử dụng những điều đó tại bất cứ thời điểm nào và trong bất cứ hình thức nào. Chúng ta không làm chủ bất cứ điều gì cả. Chúng ta chỉ là những con người quản lý những gì mà Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên những gì chúng ta có là của Đức Chúa Trời. Và của Đức Chúa Trời thì Ngài có quyền sử dụng nó bất cứ thời điểm nào, bất cứ ở đâu, bất cứ hình thức nào. Người chủ dâng con lừa cho Chúa và giá trị của nó tăng lên cực cao khi ở trong tay Chúa Giêsu.
Nếu không dâng cho Chúa, nếu phản đối không cho dẫn đi, thì nó vẫn tiếp tục là một con lừa con và tiếp tục cắt cỏ nuôi nó thôi. Nhưng mà khi dâng cho Chúa, thì con lừa đó, nó đã làm ứng nghiệm lời tiên tri ở trong Cựu Ước. Và nó đã được vinh dự chuyên chở hay là chở đấng tạo hóa của vũ trụ vào Khải Hoàn Môn. Và nó được nhớ đến suốt 2.000 năm qua. Con lừa con nó vẫn được người ta nhắc đến mỗi dịp Giáng sinh về, Phục sinh về. Không có bất cứ điều gì xảy ra ở trên thế gian này, không có bất cứ những điều gì vừa nói đó mà xảy ra nếu như người chủ trả lời là no. Nhưng mà bởi vì người chủ trả lời yes, mặc dù Kinh Thánh không ghi, cho nên những con lừa đó nó đã trở nên nổi tiếng, nó đã được cái vinh dự và hữu dụng cho nhà của Chúa. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta có thì chúng ta phải nhận biết điều này. Người tín hữu thật biết rõ những gì mình có thuộc về Chúa. Người tín hữu thật biết rõ những gì mình có là thuộc về Chúa. Và người tín hữu thật sẵn sàng dâng những gì mình có cho Chúa. Xin chú ý là tôi để là tín hữu thật nha. Và người tín hữu thật biết rằng giá trị của những gì mình có sẽ tăng lên cực cao khi nó được đặt vào trong tay Chúa. Như tôi nói rằng nếu ông này ổng không cho Chúa sử dụng con lừa đó thì giá trị của nó sẽ không được tăng lên cao. Bài học thứ ba đó là sống theo đúng mục đích. Jeremy đoạn 1 câu 4 câu 5 nói rằng trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi và lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Chúa biết rõ cuộc đời của Jeremy và Ngài có chương trình và Ngài có mục đích cho đời sống của ông. Nhưng mà tiên tri Jeremy thì lại từ chối. Và khi nghe Chúa nói như vậy thì ông nói rằng lại, ôi lại Chúa, thật con chẳng biết nói gì vì con là con trẻ. Và Chúa nói rằng đừng nói, con chỉ là con trẻ. Vì con sẽ đi đến nơi nào, đi đến với mọi người mà ta sai con đến. Và con sẽ nói mọi điều mà ta truyền cho con nói. Tiên tri Jeremy đã đáp ứng lại lời của Chúa. Và ông đã sống theo đúng như mục đích của Chúa trên đời sống của mình. Đức Chúa Trời có mục đích cho tất cả tạo vật của Ngài. Và Ngài có mục đích cho khi Ngài tạo dựng nên con lừa con này. Trước khi gặp Chúa, nó có thể hoàn toàn không biết rõ mục đích của sự hiện diện của mình trên đời này là gì. Nó chưa lớn đủ, nó chưa có kinh nghiệm, chưa có đủ để hiểu rõ mục đích của cuộc đời là gì. Hoặc có thể nó chấp nhận mục đích của người chủ đặt trên cuộc đời của nó, đó là sẽ chuyên chở và kéo xe. Đây chỉ là một con lừa bình thường thôi. Thật sự là nó thua một con lừa bình thường nữa. Bởi vì nó chưa lớn đủ. Nó không hề có bất cứ dấu hiệu gì tỏ ra là một con lừa đặc biệt hay là phi thường hết. Nó cũng chưa bao giờ chở ai trên lưng mình hết, nói chi đến việc chở Chúa Cứu Thế của nhân loại. Đây là một con lừa không quan trọng, một con lừa vô nghĩa, một con lừa tầm thường. Tuy nhiên, tầm quan trọng của con lừa được tìm thấy trong một cụm từ đơn giản là Chúa cần dùng nó. Chỉ một thực tế này, chỉ một sự kiện này thôi cũng đủ để biến con lừa trở thành cực kỳ quan trọng và ý nghĩa. Sự kiện bất ngờ này biến nó trở thành đặc biệt. Không phải do nó có những khả năng hay là kỹ năng đặc biệt nào. Nhưng sự kiện ở trong cái cụm từ Chúa cần dùng nó. Và đó đã đem đến sự vinh hiển cho Chúa và đem sự vinh hiển của Ngài đến cho dân chúng. Thưa quý bạn chị, lắm lúc chúng ta có cảm tưởng mình cũng giống như cái con lừa này, rằng chúng ta là người tầm thường, vô nghĩa, không có gì đặc biệt trong hội thánh này hết.
Tuy nhiên, trong những thời điểm như thế này, chúng ta cần nhận thức rằng tầm quan trọng của mình nó không nằm ở chỗ chúng ta là ai, chúng ta là gì, chúng ta có khả năng gì. Nhưng nó nằm ở chỗ là chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi. Chúng ta ở trong tay Chúa. Và Ngài phán với mỗi quý ông bà anh chị buổi trưa hôm nay, ta cần dùng con. Và một khi chúng ta đáp tiếng gọi của Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên quan trọng và đầy ý nghĩa. Chúng ta đều biết rõ thật sự thì con lừa chẳng có gì là vĩ đại hết. Chúng ngoan cố, cứng đầu, hôi hám, nhỏ bé, không có khả năng thật sự để làm những điều to lớn như vừa kể. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng con lừa trong chính thời điểm khải hoàn trọng đại nhất trong chức vụ của Ngài trên đất. Ngài có thể dùng con bạch mã vạm vỡ, như tôi nói, cái loại chiến mã như Ngài đã được mô tả trong khải quyền. Ngay cả Ngài cũng có thể dùng những con lạc đà mang yên cương lộng lẫy. Nhưng Ngài đã chọn dùng con lừa, một con lừa con. Quý bạn chị em có thể không phải là một con ngựa trắng, không phải là một con chiến mã hùng dũng, hoặc ngay cả có thể không phải là một con lừa lớn. Có thể quý bạn chị em chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng mình là một phần ở trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh cho biết một cách chính xác rằng quý bạn chị em và tôi là những người nằm trong chương trình to lớn của Đức Chúa Trời. Ngài có mục đích khi tạo dựng nên quý bạn chị em. Khi kêu gọi quý bạn chị em thì Ngài đặt quý bạn chị em và ở trong tại hội thánh này với cái mục đích của Ngài. Và Chúa phán với quý bạn chị em của trưa hôm nay rằng ta cần dùng con. Kinh Thánh cho biết rằng quý bạn chị em và tôi là dòng giống được lựa chọn bởi vì Ngài hoàn thành, để hoàn thành một phần trong kế hoạch vĩ đại vượt thời gian mà Ngài đã định từ trước. Chúng ta nhớ khi mà thầy thông giáo người Pharisee họ trách Chúa, thì trong khi đó thì các con trẻ tung hô Chúa. Và Chúa nói rằng ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Chúng ta là những con lừa ở trong tay Chúa. Nhưng nếu chúng ta từ chối để Chúa sử dụng thì Chúa có thể dùng những cái điều khác. Bởi Chúa nói rằng nếu mà chúng ta không ca ngợi Chúa, không tôn vinh Chúa, không nói thì Chúa cũng có thể dùng đá để mà nói được. Xin Chúa giúp để chúng ta trong mùa lễ thương khó phục sinh này, chúng ta nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp tiếng gọi của Chúa. Kết thúc có một câu chuyện vui kể rằng cái con lừa này đó thì ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau, sau khi cái ngày khải hoàn đó, thì sáng ngày hôm sau nó thức dậy. Và nó nhớ được cái, nó nhớ lại cái giây phút vinh quang hôm qua, nó sướng vô cùng. Mình đi tới đâu người ta trải áo cho mình, trải lá kè, rồi tung hô hát, ồ thôi nó đã gì đâu. Cho nên nó muốn được tái hưởng lại cái trải nghiệm, cái cảm giác sung sướng của ngày hôm qua. Cho nên nó bắt đầu nó đi xuống phố. Nó nhìn thấy một nhóm người đang ở bên giếng, nó tự bảo rằng mình sẽ đi đến để cho họ thấy mình, sự có mặt của mình. Nhưng mà khi nó đến không ai để ý hết. Họ cứ tiếp tục công việc bỏ thùng xuống giếng để bốc nước, hoàn toàn không chú ý đến con lừa con. Mà con lừa này mới gắt gỏng nói rằng hãy trải áo của các ngươi xuống, các ngươi không biết ta là ai hả? Nhớ hôm qua không? Trải áo. Nhưng mà họ chỉ nhìn nó với sự ngạc nhiên. Còn có người đã vỗ vào đít nó và đang đi chỗ khác chơi. Đang khi nó đi ngênh ngang ở trên đường. Còn nó thét lớn, trải lá kè. Những cành lá kè đâu hết rồi?
Hôm qua chính các ngươi đã trải lá kè cho ta đi mà. Và không ai để ý đến nó. Bị tổn thương, bối rối, con lừa quay trở về, thuật lại cho mẹ nghe và khóc lóc. Mẹ nói rằng, con ơi, không có ngài, con chỉ là một con lừa bình thường mà thôi. Không có Chúa Giê-xu, con chỉ là con lừa bình thường. Và tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em và tôi cũng thấm thiết câu này và đồng ý câu này. Không có Chúa Giê-xu, chúng ta cũng chỉ là một con lừa, con bình thường mà thôi. Xin Chúa giúp để chúng ta sẽ trở thành những con người mà sẵn sàng đáp tiếng gọi của Chúa. Giống như con lừa chở Chúa Giê-xu vào thành. Chúng ta được thỏa mãn và đầy trọn khi chúng ta ở trong sự phục vụ Chúa Thánh Giê-xu. Chúng ta tôn cao Chúa. Chúng ta không còn là người bình thường nữa, nhưng là phần tử chính ở trong kế hoạch chinh phục thế giới của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rằng cả thành phố đều rung chuyển khi Chúa Giê-xu cởi trên con lừa này mà tiến vào. Và tôi xin nói với quý bạn cho em rằng chỉ cần một con lừa có thể đảo lộn cả một thành phố cho Chúa Giê-xu khi nó bằng lòng để Chúa cải. Quý bạn cho em có muốn làm cái con lừa đó trong mùa hương khói phục sinh này không? Quý bạn cho em có muốn thưa với Chúa rằng lại Chúa, con muốn làm một con lừa cho Chúa có thể Giê-xu để Chúa sử dụng theo chương trình của Ngài. Quý bạn cho em có muốn dâng những con lừa của mình cho công việc Chúa không? Tôi xin nhắc lại. Tín hữu thật biết những gì mình có thuộc về Chúa. Tín hữu thật sẵn sàng dâng những gì mình có cho Chúa. Và tín hữu thật nhận biết rằng giá trị của những gì mình có sẽ tăng cực cao khi nó được dâng cho Chúa. Xin Chúa giúp để quý bạn cho em đáp ứng tiếng gọi của Chúa. Bài thánh ca quen thuộc mà chúng ta thường hát đó là Hiến cả thể cho Ngài. Thì bài này do mục sư Justin Van Deventer sáng tác. Ông nói rằng ông là một thương gia nổi tiếng. Và nhưng mà đồng thời ông cũng là một người hầu việc Chúa. Và ông tổ chức những chương trình truyền giảng ở tại tiểu bang Ohio. Và ông thường bị tranh chiến giữa việc phát triển khả năng của mình trong ngành kinh doanh hay là bước vào chức vụ hầu việc Chúa trọn thời gian. Và tại thời điểm then chốt của cuộc đời đó, thì ông đã nhận biết và ông đã thưa với Chúa rằng con xin hiến cả thể cho Ngài, surrender all. Và từ đó ông cảm giác như là có một cái bài hát được giấu ở trong tâm của mình. Và ông đã viết ra cái bài thánh ca Hiến cả thể cho Ngài mà chúng ta thường hát rất là cảm động. Ông tiếp tục chức vụ và đi xuyên nước Mỹ, nước Anh và Tô Cách Lan để truyền giảng. Và trong chức vụ ông đã kết bạn và trở thành mentor cho một thanh niên trẻ mới bắt đầu bước vào chức vụ. Và người thanh niên đó tên là Billy Graham. Mục sư Venter đã bằng lòng đầu phục Chúa trọn vẹn và Chúa đã sử dụng ông, và trong chức vụ ông đã hướng dẫn cố vấn cho một thanh niên trẻ về sau trở thành một nhà truyền giáo của thế kỷ 20 vừa qua như chúng ta biết. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, trong dịp chúng ta kỷ niệm hay là mừng Chúa phục sinh, Chúa chịu chết năm nay, Chúa đương phán với mỗi người chúng ta buổi chiều hôm nay cũng như những người đang theo dõi ở trên mạng. Ta cần dùng con. Quý bà anh chị em có đáp ứng nào? Tôi mời tất cả chúng ta cùng đứng lên và lắng lòng. Nếu trong đời sống, trong chức vụ, ở trong đời sống theo Chúa, quý bà anh chị em từng nghe tiếng gọi của Chúa mà chưa đáp ứng thì đây là cơ hội để quý bà anh chị em đáp ứng. Ai trong quý bạn anh chị em qua lời Chúa buổi chiều hôm nay và được cảm động và có thể có cái phản ứng giống như người chủ con lừa này và sẵn sàng dâng cho Chúa bằng cách nói lại Chúa, con thuộc về Ngài,
Dầu con chỉ như một con lừa con thôi, nhưng nếu Chúa cần dùng con thì con xin dâng cho Ngài. Ta nhắm mắt lắng lòng, mà nếu ai được sự cảm động đó mà muốn hứa nguyện, tái hứa nguyện với Chúa một lần nữa chiều nay, thì quý bạn chị em, tôi mời quý anh chị em cứ đưa tay lên, tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho. Dạ, có những cánh tay đưa lên, cảm ơn Chúa. Có những ai muốn tái hứa nguyện thưa với Chúa rằng, dầu con không có khả năng, dầu con không là gì hết, nhưng con sẵn sàng dâng chính mình con cho Chúa khi Chúa cần dùng con. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa về lời Ngài buổi chiều hôm nay nhắc nhở người chúng con. Cảm ơn Chúa về những cánh tay đáp ứng đưa lên buổi chiều hôm nay. Chúa nhìn thấy những tấm lòng, Chúa nhìn thấy những cánh tay đưa lên phát xuất từ những tấm lòng muốn đầu phục Chúa một cách trọn vẹn, muốn hiến cả thảy cho Ngài. Xin Chúa đại dụng các anh chị em chúng con, mỗi người như Chúa dùng một con lừa con để vào thành Jerusalem trong giây phút vinh hiển nhất, khải hoàn nhất của Ngài. Xin dùng mỗi chúng con để làm vinh hiển danh của Chúa qua đời sống chúng con, qua hội thánh của Chúa chúng con. Cảm ơn Ngài. Chúng con xin dâng mỗi chúng con là những con lừa con đã thuộc về Chúa trong tay của Ngài. Xin Chúa hãy sử dụng theo thánh ý và chương trình tốt lành của Chúa chúng con. Cảm ơn Ngài. Con cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh tiếp tục tuôn đổ các phước lành thiên thượng trên chúng con như lời Chúa hứa. Xin ban tình yêu thương, ân điển, sự thông công thêm sức và sự bình an của Chúa để con trung tín bước đi với Chúa, phục vụ Chúa và làm vinh hiển danh của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa có thể Giê-xu trở lại. Kính mời hội thánh ngồi.